Trên thế giới, dân biểu Cộng Hòa muốn luận tội Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về thuế, y tế và biến đổi khí hậu. Nghị sĩ Đức cho biết hầu hết lựu pháo phương Tây cấp cho Ukraine bị hỏng. Đưa con trai tới Đài Loan, bà Pelosi gây tranh cãi. Đài Loan cảm ơn Mỹ vì duy trì an ninh ở khu vực. Tại Việt Nam, vụ tai nạn cây xăng ở Hà Nội, tài xế có nồng độ cồn rất cao. Biệt thự cháy lớn trong khu đô thị Pháp Vân. Hà Nội ngập nặng, các khu đô thị liệu có đang bị bỏ quên hạ tầng? Tại Kon Tum, mượn đất công cho thuê kinh doanh. Phát hiện mẫu thuốc kháng sinh Sulfuroxim 500 giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Nguyên Ngọc kính chúc quý vị cuối tuần an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến trên thế giới. Chúng ta tiếp tục theo dõi cập nhật về vụ khám xét khu nghỉ dưỡng của ông Donald Trump tại bang Florida. Hiện vẫn đang tiếp tục trở thành chủ đề nóng tại nước Mỹ trong những ngày qua. Và trong một diễn biến mới nhất, vào ngày 12 tháng 8, dân biểu Marjorie Taylor Greene của Đảng Cộng Hòa cho biết bà đã đệ trình các bài luận tội Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland với cáo buộc quan chức này đã đàn áp cựu Tổng thống Donald Trump qua vụ việc FBI đột kích dinh thự tại Mar-a-Lago. Theo bà Greene, sự chấp thuận cá nhân của lãnh đạo tư pháp Garland đã cho phép FBI đột nhập vào khu bất động sản của ông Trump. Đây rõ ràng là một nỗ lực trắng trợn nhằm khủng bố đối thủ chính trị của ông Joe Biden. Trong nghị quyết luận tội, bà Greene viết, Bộ trưởng Tư pháp Garland đã không giữ lời tuyên thệ khi nhậm chức. Thay vào đó, ông đứng sau hành động vi phạm các nguyên tắc của nền Cộng hòa Dân chủ của chúng ta bằng cách chính trị hóa Bộ Tư pháp và sử dụng FBI như một lực lượng cảnh sát liên bang để trừng phạt và đe dọa bất cứ ai nghi vấn hoặc phản đối chế độ hiện hành. Bên cạnh đó, thì bà Greene còn cho rằng ông Garland đã bịt miệng hàng triệu công dân Mỹ bằng cách đàn áp ông Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 tới. Về phần mình, thì ông Trump tuyên bố tất cả các hồ sơ tại Mar-a-Lago đã được giải mật trước đó và đặt trong kho lưu trữ an toàn. Ông cũng cáo buộc FBI có thể đã ngụy tạo bằng chứng để chống lại ông, do không một ai được đến gần các khu vực bị lục soát hay chứng kiến cuộc khám xét ở Mar-a-Lago. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về thuế, y tế và biến đổi khí hậu. Dự luật mang tên Đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la Mỹ đã được thông qua vào hôm 12 tháng 8 tại Hạ viện Mỹ nhằm mục đích giúp giảm lượng khí thải carbon gây ra biến đổi khí hậu và giảm chi phí y tế cho người Mỹ lớn tuổi. Vào cuối tuần trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này với 51 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Các điều khoản đáng chú ý trong dự luật này bao gồm đầu tư 370 tỷ đô la Mỹ vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc, áp mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ một năm, vân vân. Các đảng viên Cộng hòa cho rằng dự luật này sẽ khiến cho việc làm khan hiếm, tăng chi phí năng lượng và làm suy yếu tăng trưởng vào thời điểm nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với một cuộc suy thoái tiềm tàng. Các nhà kinh tế thì nói rằng luật có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang chống lạm phát, nhưng không kỳ vọng nó sẽ tác động lớn đến nền kinh tế trong những tháng tới. Dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để được ký thành luật. Chuyển sang một thông tin khác bên lề chiến sự Nga-Ukraine. Nghị sĩ Đức cho biết hầu hết lựu pháo phương Tây cấp cho Ukraine đều bị hỏng. Cụ thể, nghị sĩ Quốc hội Đức Markus Faber, người mới đây đã thăm Ukraine cho biết, có đến 10 trong 15 khẩu lựu pháo PZS-2000 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đều bị hỏng và cần sửa chữa. Ông bổ sung thêm, nguyên nhân hỏng hóc không phải là do hỏa lực của Nga mà vì chúng đã được quân đội Ukraine sử dụng quá nhiều, gây ảnh hưởng tới cơ chế nạp đạn. Việc súng bắn lựu pháo khai hỏa 100 phát mỗi ngày được coi là hoạt động với cường độ cao. Nghị sĩ Faber cũng cho biết, Kiev đã yêu cầu thêm linh kiện cho các khẩu pháo này, đồng thời muốn Đức hỗ trợ xây cơ sở hạ tầng sửa chữa trong nước, tránh khả năng phải chuyển các hệ thống PZS-2000 ra nước ngoài để bảo dưỡng. Cho tới nay, Đức đã cung cấp cho Ukraine 10 khẩu, Hà Lan cung cấp 5 khẩu. Vào cuối tháng 7, một công ty sản xuất vũ khí Đức đã đạt thỏa thuận với chính phủ Ukraine về việc sản xuất và cung cấp cho Kiev khoảng 100 khẩu súng loại này. Thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 3 lần chi phí viện trợ của Đức gửi cho các lực lượng Kiev kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tiếp
nối là vấn đề căng thẳng tại hòn đảo Đài Loan. Đảng Cộng Hòa đang lên án việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã bí mật đưa con trai là ông Paul Pelosi, người bị cáo buộc là có liên kết kinh doanh với Trung Quốc, vào phái đoàn thăm Đài Loan hồi đầu tháng này. Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy, chuyến thăm chỉ là màn thể hiện của bà Pelosi vì nếu muốn thực sự cho thế giới thấy sức mạnh của Mỹ thì bà đã mời lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đi cùng. Tài khoản RNC Research của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã đăng tải một bài báo độc quyền của tờ Daily Mail, trong đó cáo buộc ông Paul Pelosi, 53 tuổi, con trai của Chủ tịch Hạ viện, là một trong những nhà đầu tư số 1 vào doanh nghiệp viễn thông Boss Technology có trụ sở tại Bắc Kinh. Theo hồ sơ mà Boss gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ từ tháng 6 năm 2021, ông Paul đã mua lại 700.000 cổ phiếu của công ty này như một phần kế hoạch phúc lợi cho nhân viên. Vào hôm ngày 10 tháng 8, bà Pelosi đã xác nhận con trai tham gia chuyến đi tới Đài Loan vào ngày 2 và ngày 3 tháng 8. Trả lời các phóng viên, bà nói, vai trò của con trai tôi là hộ tống tôi. Thông thường chúng tôi mời vợ hoặc chồng, nhưng không phải ai cũng có thể đồng hành. Còn tại Trung Quốc thì chủ đề Pelosi bí mật đưa con trai đi cùng trong chuyến thăm Đài Loan đã thu hút hơn 440 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Đài Loan cảm ơn Mỹ vì duy trì an ninh ở khu vực. Vào ngày 12 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Hoa Kỳ vì có những hành động cụ thể để duy trì an ninh và hòa bình ở eo biển Đài Loan và khu vực. Đồng thời, cơ quan này nói rằng những hành động đe dọa kinh tế và quân sự vô cớ của Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và khả năng phục hồi của phe dân chủ toàn cầu. Ngày 11 tháng 6 vừa rồi, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết mối đe dọa vũ lực của Trung Quốc không giảm bớt, mặc dù các cuộc tập trận quân sự lớn của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo dường như đang hạ nhiệt. Tại một cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 8, bà Thái Anh Văn nói, người Đài Loan rất nhiệt tình và yêu tự do, dân chủ. Vì vậy, nhiều bạn bè tốt quốc tế đã đến Đài Loan để ủng hộ chúng tôi. Đây là điều bình thường và tốt, nhưng Trung Quốc đe dọa và uy hiếp Đài Loan vì điều này. Trong khi đó, vào ngày 11 tháng 8, điều phối viên Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Kirst Campbell chỉ trích Trung Quốc đã phản ứng thái quá với chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan, đồng thời bày tỏ lo ngại Bắc Kinh lấy điều này làm cái cớ để thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với thông tin tại Việt Nam. Tiếp tục vụ tai nạn cây xăng ở Hà Nội. Như thông tin đã đưa vào trưa nay liên quan đến vụ việc tài xế lái ô tô lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng Đống Đa, Hà Nội vào tối ngày 12 tháng 8 khiến cho 8 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cây xăng. Khi đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng đã xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế là 0,9mg trên lít khí thở, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ là 0,4mg trên lít khí thở. Tài xế khai nhận là có uống bia tại một quán trên đường Láng, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc. Chia sẻ lại vụ việc, nhiều người chứng kiến cho hay vụ tai nạn xảy ra quá nhanh khiến cho nhiều người chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy ô tô lao từ phía sau lên, tông vào nhiều người. Biệt thự cháy lớn trong khu đô thị Pháp Vân. Tại Hà Nội, vào lúc gần 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 8, vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư nông nghiệp ở khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Căn nhà cao 3 tầng, 1 tum, rộng khoảng 90m2. Tầng 1 để vật tư nông nghiệp, tầng 2 là văn phòng làm việc và tầng 3 là nơi sinh hoạt của gia đình. Lửa xuất phát từ tầng 1, sau đó lan lên tầng 2 và tầng 3. Người trong nhà kịp thoát ra trước khi lửa bùng mạnh. Khói lửa bao trùm và có nguy cơ lây lan sang các căn biệt thự liền kề. Lực lượng chức năng phải phá bỏ toàn bộ tường bao xung quanh, dùng máy xúc các cuộn vật liệu ra ngoài. Đến 8 giờ thì đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến cho một lính cứu hỏa bị bỏng nhẹ. Đây là vụ cháy thứ tư tại Hà Nội trong một tuần qua. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải cẩn thận khi thắp hương, đốt vàng mã, nhất là trong dịp giảm này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng vào ngày hôm nay ngày 13 tháng 8, một đám cháy bốc lên ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại tầng 5 tòa nhà C-Prodex ở quận Nhất, khiến cho nhiều người ở gần đó bỏ chạy. Tòa nhà có diện tích 1.500m2, là nơi cho thuê hàng chục nhà hàng các món Âu Á và các quán cà phê. Khi cháy, cửa hàng đã đóng cửa và không có người. Đám cháy bao trùm một khoảng diện tích rộng là 100m2. Gần chục xe chữa cháy đã đến hiện trường. Các tuyến đường xung quanh trong bán kính 100m bị phong tỏa. Đám cháy được khống chế trong vòng 30 phút, song có nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Hà Nội bị ngập nặng,
liệu các khu đô thị có đang bỏ quên hạ tầng? Vâng thưa quý vị, hai ngày mưa lớn vừa qua khiến cho nhiều khu đô thị tại Hà Nội bộc lộ rõ những bất cập của hạ tầng, không như quảng cáo của các chủ đầu tư. Các tuyến đường bao quanh đường nội khu ngập nước, nhiều hộ dân chỉ còn cách chờ nước tự rút hoặc nhờ ô tô gầm cao để đi qua các điểm ngập. Một trong những lý do là nhiều khu đô thị thiếu hạ tầng thoát nước, chiếu sáng do chủ đầu tư bỏ quên. Theo báo Tiền Phong, hạ tầng xã hội, trường học không có tại nhiều khu đô thị. Về việc học sinh không có trường học do quá tải hạ tầng xã hội, lãnh đạo một số quận huyện cho biết đã có dự án chuyển nhượng cho nhà đầu tư Thứ Phát nhưng chậm triển khai, thậm chí có dự án đã chậm gần chục năm. Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thừa nhận, trong quy hoạch ban đầu, các khu đô thị đều được duyệt quy hoạch chi tiết với đầy đủ hạng mục hạ tầng, nhưng khi triển khai lại chỉ tập trung làm nhà để bán, các khu đất công cộng thường chậm triển khai. Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hệ thống thoát nước thành phố mới chỉ hoàn chỉnh theo quy hoạch ở khu vực các sông Tô Lịch, Lừ, Xét và Kim Ngưu. Hệ thống thoát nước ở khu vực phía tây thành phố như là Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và hai bên đại lộ Thăng Long chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Phần lớn vẫn phụ thuộc thoát nước tự chảy ra sông. Tiếp theo tại Kon Tum, mượn đất công cho thuê kinh doanh. Theo thông tin từ báo Tin Tức, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã tự ý cho cá nhân mượn đất công gây bức xúc trong dư luận. Cụ thể, vào năm 2017, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắc Hà cho một người dân ở tổ 4 thị trấn Đắc Hà mượn đất khu vực hành lang suối trái thẩm quyền và không qua đấu giá. Sau khi được thị trấn cho mượn đất, người này đã cải tạo đất ven suối, tạo mặt bằng để cho thuê kinh doanh. Vị trí cho mượn nằm trên đường Hùng Vương, con đường kinh doanh sầm uất nhất của huyện. Người dân địa phương đã phản ánh vụ việc lên các cấp có thẩm quyền. Ngày 4 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắc Hà đề nghị những người liên quan tạm dừng hoạt động kinh doanh tại công trình xây dựng này. Tuy nhiên, đến chiều ngày 10 tháng 8, việc kinh doanh tại lô đất vẫn còn diễn ra. Sự việc sai phạm xảy ra đã lâu, tuy nhiên đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã phát hiện mẫu thuốc kháng sinh Cefuroxim 500 giả. Loại thuốc giả này không có phản ứng định tính Cefuroxim nhưng lại có phản ứng định tính với paracetamol. Chữ in trên nhãn lọ thuốc giả có phông chữ sai khác so với thuốc thật. Cả hai loại đều để viên nén dài, bao phim màu trắng. Tuy nhiên thuốc thật thì mặt và cạnh trơn bóng hơn, còn thuốc giả thì mặt không trơn bóng, thành cạnh không sắc nét. Mẫu thuốc lấy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Đa Phúc, thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội, do công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất. Sau khi xem xét, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, đồng thời xác minh thông tin và tìm nguồn gốc về sản phẩm Cefuroxim 500 giả. Cefuroxim 500 thuộc nhóm kháng sinh Cefalosporin là thuốc kê đơn, người bệnh không tự ý mua dùng, được sử dụng trong các trường hợp nhiễm khuẩn như viêm đường tiết niệu, viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn tiêu hóa. Và chương trình Khỏe Tự nhiên tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nguyên Ngọc kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.